hướng ừ, dẫn anh em tải app và kích hoạt trên cái con game win mosie 2 pro đầu tiên mọi người mở cho em trình web chrome lên vào cho em trang web fty net vào cho em phần tải xuống và tìm đến cho em ứng dụng game win và tải cho em ứng dụng game win 2 anh em cứ download như bình thường về là được nha Tải về xong, anh em cài đặt APK như một cái ứng dụng bình thường thôi là được. Khi cài xong nó sẽ có ứng dụng Afterbuy ở ngoài màn hình nhé Đầu tiên anh em sẽ mở nó lên nha và anh em cần cấp quyền cho nó nhé Ở đây anh em bấm vào cấp quyền này, nó yêu cầu quyền gì anh em cấp hết cho nó nha. Quyền tắt chế độ giám sát này, quyền chạy lên này, quyền thả lỗi này và quyền truy cập tệp và quyền truy cập lớp phủ gì đấy. Anh em cấp hết cho nó giúp em nha. Anh em mà không cấp đủ là nó sẽ không sử dụng được đâu nhá. Để sử dụng ngon lành không bị đóng áp trong quá trình chúng ta sử dụng dẫn đến bị lỗi thì chúng ta cần phải tắt bỏ cái chế độ tích kiệm pin này và những cái quyền gì mà nó giới hạn pin hay giới hạn à, về hiệu năng hay là giới hạn chạy nền của cái à, ứng dụng game Queen, FTO ba anh em cần phải tắt hết đi cho em nhé, em tắt hết cái phần à, giới hạn về pin này, đó em sẽ tìm đến uh, cái phần pin và em cấp phép hết cho nó chạy nền nha tùy vào mỗi zoom nhé, mỗi zoom nó sẽ có một cái cách uh, bật tắt khác nhau nhá, anh em có thể uh, tham khảo trên cái con uh, máy của em nhá, đang chạy hết uh, anh em nhé, ở đây em, em uh, cấp hết quyền uh, chạy nền cho nó này. Rồi tiếp theo là ở cái phần mà chế độ hiệu năng cao bật lên này, đó cái phần tối ưu pin thì em cũng phải tắt đi nha, không tối ưu pin luôn anh em nhé. Anh em để tối ưu pin thì trong quá trình chơi sẽ bị đóng ứng dụng ấy. Anh em phải không tối ưu pin cho em nha và tắt bỏ chế độ tiết kiệm pin đi. Nhớ anh em không được giới hạn pin, giới hạn hiệu năng của máy và giới hạn quyền hay là giới hạn chạy lên hay giới hạn pin của cái ứng dụng Afterbuy Game Queen nếu không nó sẽ bị lỗi anh em nhé. Dùng hoạt động của ứng dụng nếu không dùng anh em phải tắt bỏ cái này đi nha, nếu không là nó sẽ bị lỗi nhá. Và ở đây nó yêu cầu quyền gì hay nó yêu cầu bất cứ một cái gì anh em cấp phép hết cho nó giúp em nha. Đó ở đây em cấp phép hết các quyền này để cho cho nó không bị lỗi anh em nhé nó hỏi quyền gì anh em cứ cấp phép hết cho nó nha anh em đừng có giới hạn hiệu năng của nó nhé để nó có thể hoạt động chạy lên ấy thì nó mới có thể sử dụng được và nó không bị lỗi anh em nha Tiếp theo anh em bật chế độ tùy chọn nhà phát triển đến giúp em nhé. Mọi người sẽ phản cho em phần giới thiệu điện thoại nha. Anh em tìm đến cho em phần phiên bản này và số hiệu tạo bản. Anh em ấn cho em vào đây 10 phát là nó sẽ bật cái tùy chọn nhà phát triển nha. Anh em vào cho em cái phần chế độ tùy chọn nhà phát triển nhé. Bật cho em cho phép nước phủ trong màn hình cài đặt. Bật cho em gỡ lỗi USB này và gỡ lỗi USB bảo mật nếu có nhé, Hoặc là bật cho em gỡ lỗi USB Wi-Fi nhé. Đó những cái gì liên quan đến gỡ lỗi USB anh em bật hết lên cho em nha anh em kêu đến cho em phần cấu hình USB mặc định anh em chọn cho em là midi nhé hoặc là truyền tệp nếu mà anh em sử dụng midi mà không kích hoạt được thì anh em có thể chọn sang truyền tệp nha một trong hai cái anh em test cho em một trong hai cái nhé đó những cái gì mà liên quan đến cấu hình usb này anh em chọn hết cho em sang midi hoặc là truyền tệp nhá tiếp theo hướng dẫn mọi người kích hoạt qua chế độ không dây nhá mọi người mở cho em ứng dụng f 3 vào cho em phần này và chọn cho em cái phần kích hoạt không dây nhé ở đây em đã bật tùy chọn phát triển và vào usb này tiếp theo anh em ấn vào ô đỏ này đó thì nó sẽ hiện lên cái bảng này anh em nhớ phải bật nấp phủ trong cài đặt thì mới được nha Bật cho em gỡ lối qua wifi này chọn cho em ghép lối qua mã này ở đây anh em có thể nhìn thấy nó sẽ hiện lên cái mã nhá mã thì mọi người sẽ đánh luôn cho em vào cái ô mã đầu tiên này đó nó sẽ gồm có 6 số to đùng luôn đây này, này đó anh em đánh cho em vào đây nhá còn cổng ấy thì nó sẽ là năm số cuối của cái địa chỉ IP ở cuối cùng ấy. Anh em đánh cho em vào cái phần cổng nha và anh em ấn kích hoạt là được nhé. Cũng rất là đơn giản thôi. Kích hoạt cái này cũng khá là dễ anh em nhé. Anh em kích hoạt và đợi một chút nhé. Nó sẽ hiện xanh hết này và anh em ấn thử kích hoạt lại này, này. Đó nó sẽ xanh luôn nha. Là sẽ được anh em nhé. Đó ở đây đã kích hoạt không dây này. Ở đây nó sẽ không hiện cái gì nữa anh em nhé. Nếu mà anh em kích hoạt mà không thành công hay bị lỗi thì mọi người sẽ thu hồi cái quyền gỡ lỗi USB này ở trong cái phần tùy chọn phát nhà phát triển ấy. Rồi mọi người khởi động lại máy và mọi người làm lại giúp em nhá là nó sẽ được anh em nhé Tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người kích hoạt qua chế độ cắm dây nhá Anh em cũng bật tùy chọn nó phát triển như ở đầu video em hướng dẫn ý. Nếu không là nó sẽ không làm được đâu anh em nhá Mọi người chuẩn bị cho em cục e 2 Pro nhá Mọi người cấp nguồn cho em BD 60W đổ xuống nhá Đừng dùng nguồn cao quá nó sẽ bị cháy nhá cấp nguồn vào cổng tai si có hình tia sét nhé chuẩn bị cho em một cái dây usb tai si tu a nó có thể truyền được dữ liệu nhá tốt nhất là dây đi theo máy nhé mọi người cắm cho em cái đầu usb a vào cái hình chìa khóa nhé và cắm đầu còn lại vào máy tính bảng hay là điện thoại của chúng ta nhá và anh em chọn cho em mdi hoặc là truyền tệp nếu mà không được nhé đó xong anh em bạn luôn luôn cho phép máy tính bằng này và anh em cho phép là nó sẽ có thể kích hoạt được nha cũng rất là đơn giản thôi đó, anh em chọn lại cho em nha đó ok chưa nó hiện lên anh em cứ chọn lại cho em nhé anh em đợi một chút nó sẽ xanh này và anh em bắn luôn cho em vào cái nút kích hoạt là nó sẽ xanh nốt nha rất là đơn giản anh em nhá như vậy là chúng ta đã kích hoạt cắm dây rồi nha Rất là đơn giản thôi Và bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người kích hoạt qua chế độ rút nhá Chuyển cho em kiểu kích hoạt qua chế độ rút Rồi anh em mở cho em cái ứng dụng rút của anh em Magic hay là Pack hay là Kenensu Anh em cấp quyền rút cho cái ứng dụng Afterbuy wing Là được anh em nhá Rất là đơn giản Xong anh em chuyển vào lại cái ứng dụng GameWing Afterbuy Anh em ấn kích hoạt thôi Đó là nó sẽ xanh nha Vậy là chúng ta đã xong rồi Rất là đơn giản anh em nhé Để thêm game Anh em bắn cho em vào dấu cộng Và anh em thêm những cái game Mà anh em cần chơi Ở đây thì nó hỗ trợ tốt nhất Là những cái dòng game FPS nhá Dòng game MOBA Thì hiện tại là nó không có hỗ trợ anh em nhé Tương này nó hỗ trợ Em sẽ làm clip hướng dẫn cho mọi người nhá Mọi người chỉ cần thêm những cái game Mọi người cần chơi là ok nhá Tiếp theo Cắm cho em bàn phím vào cái lỗ hiển thị hình bàn phím nhá Cắm cho em con chuột vào cái lỗ hiển thị hình con chuột nhá mọi người cắm cho em tai nghe vào cái lỗ tai nghe nếu mà anh em muốn sử dụng nhá tai nghe USB, tai nghe tai C hay là tai nghe uh, 3.5 nhé và cắm cho em dây mạng nếu mà mọi người dùng thì cắm cho em dây mạng vào đây nha cấp nguồn vào cái hình tia sét nhớ anh em cấp nguồn BD 60W đổ xuống cho em thôi nhé cao hơn nó sẽ cháy nhá tiếp theo mọi người cần chuẩn bị cho em một cái dây C2C nhá và anh em cắm cho em một đầu C vào đây này nhớ là dây C phải truyền được dữ liệu nhé một đầu anh em cắm cho em vào máy tính bảng hoặc điện thoại của anh em nhá đó khi cắm vào nó hiện lên uh, cái chữ gì thì anh em cứ ấn OK đồng ý cho em nhá như vậy là anh em đã kết nối thành công rồi bây giờ anh em chỉ cần ấn khởi chạy game và chơi thôi anh em nhé thì video móc phím và video hướng dẫn cài đặt ai kìm tâm các thứ thì em sẽ hướng dẫn ở những cái video sau nhá video này thì em sẽ hướng dẫn mọi người cài app và tối ưu app để làm sao cho anh em chơi game nó một cách mượt mà nhất và nó không bị đóng ứng dụng trong quá trình chúng ta sử dụng anh em nhé ở đây thì phím thiết em đã map sẵn rồi thế nên là em vào cái là nó sẽ có phím luôn và đã có thể sử dụng được luôn anh em chỉ cần map một lần thôi là nó sẽ lưu vào trong máy của anh em nhé một số dòng máy nó có game tool, game lau anh em có thể thử thêm cái cách này xem là nó chơi nó có ngon không nó có mượt hơn không anh em nhé đầu tiên anh em sẽ thêm cái ứng dụng game Afterbuy vào cái game lau chờ của chúng ta nhé hoặc là game tool ấy đó anh em cứ thêm vào đây giúp em nhá rồi tiếp theo là ở trong cái phần uh, hiệu năng ấy thì mọi người uh, cấp full hiệu năng cho nó nhá đó cấp cho full hiệu năng ở đây của máy của em là chế độ game minh là full hiệu năng nhé và cái gọi là tút uh, chế độ gọi là hỗ trợ vuốt cảm ứng nó mượt hơn ấy thì mọi người kéo mắc lên cho em nhá để chúng ta chơi game nó mượt nhất anh em nhé và ở trong cái phần mà kích cái đồ họa của cái con máy của chúng ta cái game tool của chúng ta ấy. anh em cứ đẩy mắc đồ họa lên cho em nhá ví dụ ở đây em để 4x này hay là các thứ này em để cái chế độ cao nhất luôn để cho cái ứng dụng của chúng ta nó được sử dụng cái mức đồ họa cao nhất và đặc biệt là ở trong cái phần mà giới hạn cái thao tác này này đó bình thường khi anh em chơi game hay là anh em các thử đúng không anh em chạm nhiều ngón đa điểm vào trong màn hình ấy thì nó sẽ thực hiện những cái cử chỉ những cái thao tác mà chúng ta sẽ đáp ấy thì ở đây em sẽ tắt bỏ nó đi nha để trong quá trình chúng ta sử dụng hay là chúng ta combo nhiều phím nó sẽ không bị ăn vào những cái cử chỉ cái thao tác đó nó sẽ làm chúng ta bị mất chuột ấy đó thế là em sẽ cần phải tắt nó đi nha anh em uh, đang sử dụng game tun game đâu chờ anh em có thể tham khảo cái uh, cách này của em nhé nhớ nha phải tắt hết những cái cử chỉ của chúng ta đi để trong quá trình chúng ta chơi thì nó sẽ không bị kiểu uh, tạo nhiều cái cử chỉ hay là tạo nhiều cái combo macro các thứ ấy, thì nó sẽ dẫn đến chúng ta là bị kiểu thành ra những cái kiểu thao tác ấy, nó sẽ bị ao game hay nỗi game nó dẫn đến tình trạng kiểu bị mất chuột ấy đó thì em sẽ cần phải tắt bỏ nó đi để chúng ta sử dụng và chơi game một cách ok nhất và hạn chế tối đa tình trạng bị mất chuột nhá đó anh em có cái này thì anh em nhớ bật lên giúp em nhé đó không còn bất cứ một cái cử chỉ hay một cái thao tác gì nữa nhé thế nên là chúng ta chơi game sẽ rất là mượt và không sợ bị lỗi anh em nhá anh em nhìn thấy em combo rất 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 là nhiều thao tác nhưng mà nó vẫn hoạt động một cách rất là ok rất là ngon lành và mượt mà mà anh em nhé anh em nhớ nhá tắt thao tác tắt những ngày cử chỉ và cấp uh, full quyền full pin full hiệu năng cho cái ứng dụng game wing Epto 3 để nó có thể hoạt động một cách ổn định nhất ngon nhất nha anh em nhé nhớ không được bật chế độ tiết kiệm pin đâu nha và đây là video hướng dẫn cài đặt và tối ưu cho ứng dụng game wing hai em nhé anh em nào mà chưa hiểu chỗ nào thì comment xuống bên dưới hoặc là liên hệ bên em nha anh em nhớ đặt hàng của em con msi 2 pro nha fto 3 mang đến sự khác biệt